Xin chào các bác nhá. Hôm nay lại dẫn các bác đi vào rừng câu cá. Điểm câu ở đây là bên sông Ngũ, huyện Khuê, ở chỗ bên Long Biên. Đây có một cái bãi khá là yên tĩnh. Vậy dốc quá. Đây có cái bãi đây, khá là mát. Ui giời, anh em tôi sẽ ngồi ở chỗ này rất ok. Hy vọng là bên này sẽ có cá giếc. Ui giời. Đặc vụ chui qua đây. Hả? Gì? Gì? Chứ gì á? Bên đây xem có không? Thế á? Ui giời. Cái này đẹp, hay một thằng bên đấy, một thằng bên này. Ừ. Đây toàn hang động đẹp. Bây giờ thành hang chuột. Cái hang này là trước là dọn bể đào các bác này. Bây giờ thành hang chuột rồi. Đấy. Ở đây thì đặc sản là cái món rộn bẻ rất là nhiều. Thấy nước hơi chảy chảy phải cho thêm đất các bạn. Giới thiệu của bác, đây là đàn thiên nga trắng. Đấy. Rơi khoảng độ 20 con. Cần thủ cái này đang đuổi thiên nga đi. Chơi xấu, đang đuổi thiên nga sang ổ mình. Con này thiên nga này đánh tiết canh ngon đấy. Làm quả tiết canh này. À vâng, cô thoải mái đi mà. Nga này được mấy, được lắm chưa cô? Ổng hết, ổng của cậu rồi. Vâng, vâng, tắm nắng. Nga này thì ngày nào nó cũng tắm đây rồi, chúng ta không sợ đậu ổ một túi, một lúc là nó lên mà. Thiên nga ơi, thôi đi lên bờ đây. Từ từ đã đến giờ rồi đó. Đĩa thôi to thế. Biết câu cơ.
cơ. 224. Nó thích nướng. Dạ. Đi xe ngồi trong kia. Đây là cái câu cơ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, viết khổng lồ. Ủa chết rồi. Cái gì đây? Phê phê quá. Chấm đen. Trời ơi. Con này tàu ngầm tôm hóc. Đấy vợt rồi gai quý à. Tê không quý, thấy tê không? Tê đẹp nhỉ. Ui dồi ôi. Con nào chưa gặp con nào to nhỉ, con này phải 1 cân. Dã man. Tàu ngầm Tomahawk sợ thật. Quý nhìn thấy quả nó kéo cầm cần xuống. Kinh. Như hàng nhỉ. Cái sông này thì rất nhiều cá dọn bể luôn. Nhưng mà gặp hôm nào mà nó không ăn thì là câu là ok, chứ hôm nào nó phá thì là rất khó câu bột. Câu đây thì các bác nào có run, run đỏ, run quế thì là câu rất là hiệu quả, câu giết. Úi dồi. Đáp đây không? Điếc bàn tay quá. Chúng ta đã hơn chục con rồi. Ha ha ha.
Đi câu cơ. Ngồi đếm đi. Xin lỗi các bạn nha. Ít câu cơ. Cái gì? Gì cơ? Hai vợ bán à? Mà được mấy trăm nghìn nhỉ? Yên im thế nhỉ? Hàng à? Hả? Có hàng ở dưới rồi. Bắt đầu đàn mới nhé. Đấy, đấy. Đấy là chép chép. Bắt đầu đàn mới nhé. Đấy, đấy. Chép, chép. Chuẩn luôn. Vợt chỗ cái nhấc con này đứt. Lắp một cái vợt cái. Bắt sang đấy rồi lại nhặt lên. Áp gì ạ? Áp không áp kia. Đấy, tự nắp. Xin lỗi nha. Cho là thay đổi phong thủy tí. Anh đoán chuẩn không? Chuẩn. Ý đúc mà tự nhiên im một phăng phắc một lúc các bác. Ý rằng là bảo con hàng ở dưới chép thật. Nên là đàn giết lại tiếp tục lên đường rồi.